em là cũng ngon lắm. Đi qua tìm hiểu mới được. Mời em. Tôi đâu có quen anh đâu. Lượng giùm cái. Thấy em đẹp vậy nè, mà ngồi nhậu có một mình nè, mới thất tình đúng không? Tôi thất tình liên quan gì tới anh hả? Biến. Sao mà lạnh lùng quá vậy? Thoải mái lên đi nào. Nhìn cô á là tôi cũng biết người từng trải, nhiều kinh nghiệm, nhiều mối quan hệ. Hay là nhậu xong ở đây á, mình đi khách sạn đi. Cái gì? Mình điên hả? Không phải, ý tôi không phải vậy. Ý tôi nói là cô giống như người từng trải vậy đó, nhiều kinh nghiệm á. Nên vô khách sạn, cô chỉ cách yêu cho tôi đi. Giống như là có tôi nè, cô lấp đi những cái khoảng trống ở trong lòng, cái lúc mà thiếu thốn đó. Làm cô giáo mà, đơn giản quá mà. Biến thái. Cái này tôi nghĩ là rất thích hợp khúc này. Cái này là đưa trước. Dạy học xong á, tôi đưa thêm. Ok không? Trời ơi, đã rồi. Sao nữa, sao nữa? Làm gì tiếp? Làm gì tiếp? Bình tĩnh đi. Ê, ê, cái gì vậy? Hả? Gì vậy? Thì em sẽ cho anh nhiều điều thú vị và bất ngờ. Hay 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 hay. Trời ơi, này giống chùm lại á. Ôi. Trời ơi, giống giống là bịt mắt nó về quá ạ. Nè. Sao nữa? Bây giờ á, em với anh sẽ chơi bịt mắt bắt dê. Anh bắt được em thì muốn cái gì cũng được. Nhớ nói nó nghe, nhớ nói nó nghe. Nhưng mà anh nhớ nha, nếu như mà em làm anh thích á thì anh cho em thêm tiền nha. Yên tâm, dạy đủ bài đi, hết bài đi, nhiêu tiền cũng được á. À, đâu rồi? Đâu rồi? Bây giờ anh tìm em đi. Nghe cái tiếng là biết nằm ở trên giường rồi. Chết. Nhanh đi. Từ từ, từ từ. Đây rồi, đây rồi. Đây chứ đâu nữa. Rồi giờ làm gì nữa? Cho một miếng đi. Đâu rồi, đâu rồi. Trời ơi, đồ khốn nạn, anh dám ngoại tình sau lưng tôi hả? Dạ, dạ, dạ. Tôi sẽ đánh cho anh chết. Đồ khốn nạn, anh bị rồi, bị rồi nè. Cái gì vậy? Bình tĩnh chứ, làm gì vậy? Anh đâu có cấm chừng em đâu. Anh làm cái này là vì em thôi mà. Anh ngoại tình sau lưng tôi mà anh còn nói gì tôi hả? Vì tôi chưa đủ cao cho nên anh cắm cho tôi hai cái sừng đúng không? Đâu có. Thật sự là tại em kìa. Em tối ngày em chơi anh hoài à. Chơi anh không biết làm gì hết trơn á. Không đủ thỏa mãn em thì anh sợ em ra ngoài kiếm thằng khác bỏ anh. Nên anh mới đi tìm cô giáo dạy học yêu nè. Nữa sau này có kinh nghiệm gì phục vụ cho em nữa chứ. Khốn nạn. Những cái lời biến thái như vậy mà anh cũng nói được nữa hả? Có thằng Sở Khanh nào mà nó không biện minh cho cái sai của nó? Anh thuê cô giáo đúng không? Để tôi coi cô giáo của anh là ai. Mày bước ra đây cho tao. Mày ra đây cho tao. Thư nghe chị nói nè Thư. Chị Trâm. Sao chị? Chị bất đắc dĩ chị mới làm vậy. Thư ơi Thư. Thư ơi. Bình tĩnh nghe chị nói nè. Hai chị em hả? Ai, xui dữ trời, nguyên cái thành phố rộng lớn như quen hai chị em luôn. Nè, hai chị em này tự giải quyết nhau nha. Không liên quan tới tôi hết. Tôi chưa có làm gì hết nha. Sao cuộc đời của tôi lại trớ trêu như vậy?
Thưa ơi, chị xin lỗi em. Chị thật sự chị không muốn như vậy đâu. Nhưng mà tại vì chị cố gắng để chị mà chị kiếm tiền. Chị kiếm tiền để chị chữa bệnh cho em á. Em nghe chị nói đi chứ chị không cố ý là chị sẽ làm chuyện đó với lại bạn trai của em đâu Thư. Chị đừng có biện minh nữa. Bệnh của tôi thì trước giờ có bị làm sao đâu. Bác sĩ nói bệnh của em trở nặng rồi. Hôm nay tôi gọi cô lên đây để thông báo cho cô biết là tình trạng bệnh của em cô ngày càng nặng, cần phải đổi một loại thuốc đặc trị mạnh hơn, hiệu quả hơn. Có như vậy mới ngăn chặn được các yếu tố trong cơ thể gây nên cơn hen suyễn và co thắt phế quản. Dạ, thuốc đó mắc không bác sĩ? Đương nhiên rồi, thuốc đặc trị mạnh hơn, hiệu quả hơn thì nó phải mắc hơn rồi. Nhưng mà nếu không đổi thuốc thì em cô sẽ phải xảy ra những cơn hen suyễn cấp tính dẫn đến tắc đường thở, nguy cơ tử vong rất là cao. Bệnh hen suyễn không điều trị dứt điểm được, chỉ có cách kéo dài sự sống bằng cách uống thuốc dài hạn. Mình phải làm gì để kiếm tiền mua thuốc cho em mình duy trì đây? Ba mẹ mình mất hết rồi Thư, bây giờ chỉ còn có một mình em à. Chị không thể nào mà chị nhìn thấy em đau đớn hàng ngày rồi em sẽ bỏ rơi chị. Em sẽ ra đi. Chị không có nổi. Chị cũng cố gắng chị làm hết nghề này tới nghề khác, nhưng mà không có đủ tiền thuốc cho em. Chị khổ tâm lắm chị mới cắn răng chị làm cái nghề này. Thật sự chị không có muốn để cho em thấy những cái cảnh này. Chị biết là nếu như mà em biết chị làm cái nghề dơ bẩn này, em còn đau lòng hơn nữa. Chị không biết làm sao để mà chị có tiền chị cứu em nữa. Xin lỗi, sao cuộc đời của chị lại khổ như vậy. Nhưng mà không có sao đâu, em vẫn còn có sức khỏe mà. Em sẽ phụ chị đi làm để kiếm tiền, hai chị em mình cùng chữa bệnh cho em nha. Chị đừng có làm cái nghề này nữa nha chị. Em không muốn chị làm như vậy nữa đâu. Chị hứa với em, chị không làm nghề này nữa. Chị sẽ cố gắng kiếm những nghề chân chính, khổ bao nhiêu cũng được, đi làm nhiều bao nhiêu cũng được, bao nhiêu nghề cũng được. Chị sẽ cố gắng chị kiếm tiền chữa bệnh cho em. Hai chị em mình sẽ ở bên nhau. Em phải cố gắng mạnh mẽ lên, không có được bỏ chị nghe chưa.